Lần đầu tiên thấy sao biển này. Đây là con sao biển. Đẹp không? Đúng hình sao luôn. Ồ. Anh đi ra sao không cho túi em ở đi sao làm gì? Ơ con này nó sống không? Có. Lúc em cho ông đấy là nó cứ teo đâu, bây giờ nó teo dần rồi đấy. Đây là sao biển mọi người ạ. Thôi thả đi. Này nghịch nó hơi độc ác. Thả đi xa xa con này không ăn được. Ok, thả rồi.